Số vật tư neo hùng mạnh xin mến uh, chào tất cả các bác sang nhau Trong uh, nội dung video của ngày hôm nay thì uh, số hùng mạnh chia sẻ đến tất cả các bác uh, những cái mẫu thùng 4 cầu, 6 cầu và hai cầu, ba cầu hàng hàn tích điện, hàng vip. Các bác thể nhìn thấy đây là kho vật tư ở bên uh, cơ sở chúng em. Hiện tại là đang xuống hàng các bác nhé. Hôm nay thì uh, bên em về được khoảng 200 cái thùng quay đủ tất cả các loại từ ong nội và kể cả là ông ngoại đó các bác có thể nhìn thấy đây là mẫu uh, thùng bốn cầu này hàng hàn tích điện này bánh răng to thiết kế là bốn vòng bi trên ba dưới một các bác nhé hàng này là hàng hàn 100%, 100% inox là inox ba tư không uh, uh, hút nam châm đây là chân các bác nhé chân thì là bên uh, cơ sở chúng em uh, thiết kế là chân rời mình có thể là luồn từ dưới luồn lên được đó uh, tất cả là bằng inox zin hết nên là cái việc mà han gì là sẽ không có đảm bảo được vệ sinh cho mật ong cơ sở chúng em thì có địa chỉ tại thị xã mỹ hào huyện mỹ hào tỉnh hưng yên chuyên cung cấp tất cả những cái vật tư về ngành ong mỗi một lần về thì bên em về rất là nhiều vừa bán lẻ vừa bán xỉ ra cho tất cả các đại lý ở các tỉnh thành các bác có thể nhìn qua đây là cái mẫu thùng 6 cầu đó và em sẽ quay thử cho các bác xem các bác thể nhìn thấy không ạ quay rất là ngon rất là nuột hàng này thì là độ chính xác rất là cao các bạn uh... các bác có thể thấy này uh, chuyển động rất là nhẹ nhàng thùng quay chuyển động uh, êm đặc biệt là uh, chia cái uh, nan ở bên trong ấy các bác thể nhìn thấy không? cái tâm nan ấy chia rất là đều nhau nên là thùng quay nó rất là nhẹ và thanh uh, có thể uh, uh, quay được cả cho ông nội và ông ngoại các bác nhé đối với những cái thùng 48 như này thì quay được cả cho hai loại ong còn đối với những bác nào mà nuôi chuyên ong nội đặt những cái thùng chỉ quay được cầu 42 thôi thì giá thành nó sẽ rẻ hơn các bác nhé đây là trục đây là trục trên này các bác này là bên em làm bằng ống và thiết kế là ba vòng bi phía trên và một vòng bi phía dưới để đảm bảo là cái thùng quay nó chuyển động nhẹ cái thứ hai đấy chính là các bác có thể nhìn thấy đây là cái phần dưới thì là cơ sở hùng mạnh có thiết kế cái vòi vòi này thì là các bác về à, lưu ý giúp em là lắp ống 34 tư nhé mình đút ống bao ti vào là vừa khít luôn sau đấy thì các bác à, lắp khóa 34 thì mật ra nó sẽ được nhiều và nhanh hơn ngoài ra thì à, bên trong này à, phía phần giữa ấy, thì là à, cái trục ấy thì bên em làm bằng phi 10 inox luôn inox đặc luôn và nan xung quanh sẽ là à, 0,58 đó nên là nó rất là cân đối và đảm bảo được là cái quá trình quay nó không rung lắc hạn chế cái việc mà rơi nhộng ong đối với những cái mẫu thùng 4 cầu hoặc là 6 cầu ấy thì là quay nó rất là ok đối với những cái trại lớn các bác nhé đó nó không ảnh hưởng đến nhộng ong cũng như là ong non à, nhân viên chúng em đang xuống hàng đây đây là một cái hôm mà hàng về nó rất là nhiều Ờ, em hùng chia sẻ thêm cho tất cả các bác đối với những bác nào mà nuôi ít thì có thể là lựa chọn những cái mẫu như đây là ba cầu hoặc là mẫu hai cầu đối với những bác nào mà mới tập nuôi hoặc là nuôi văn nghệ giải trí thì hoàn toàn mình có thể lựa chọn những cái mẫu như này vừa gọn nhẹ mà nó vẫn là đảm bảo được cái công năng khi mà quay thùng ong đúng không ạ ví dụ năm cầu năm thùng mỗi thùng hai mươi cầu thì các bác quay những cái mẫu hai ba cầu thì nó lại hợp lý hơn còn đối với những bác nào mà chăn nuôi theo hình thức là trang trại ấy, thì mình có thể là lựa chọn những cái mẫu 4 cầu hoặc là 6 cầu. Đó các bác thì nhìn thấy này. 4 cầu, 6 cầu thì mỗi một lần quay nó sẽ được từ 4 đến 6 cầu ong các bác nhá. Và mỗi một cầu ong, mỗi một cầu ong nếu mà nó đạt đấy thì trung bình nó tầm khoảng được 2 cân 7 đến khoảng 3 cân mật. Đó. Thì là cái thùng quay này khi mà các bác dựng chân lên ấy thì quay nó rất là chắc chắn và nó êm. Uh, cái mẫu này là mẫu vẫn rất là vip hàng này là hàng cao cấp nhất uh, em dám em hùng dám nói là hàng cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại ở tất cả các cái uh, trên cái đơn vị mà làm thùng quay thì cơ sở mạnh đã kinh doanh vật tư uh, đến năm nay là gần như là gần năm thứ năm rồi và bên em cũng uh, uh, có rất nhiều mẫu nhưng mà đặc biệt cái mẫu uh, hàn tích điện này thì rất là nhiều các bác uh, từ ngày xưa đang sử dụng những cái mẫu hàng uh, À, lõi bằng thép rồi những cái hàng mẫu tôn cũng đã tham khảo và chuyển đổi rất là nhiều à, lý do bởi là inox này là inox hoàn toàn 100% không nhiễm từ không hút nam châm cái thứ hai đấy chính là à, chính vì vậy nên là cái thời gian nó sử dụng nó được lâu hơn các bạn nhé lâu hơn những cái hàng sắt hoặc là hàng tôn cái việc thứ hai chính là khi mà vệ sinh nó rất là dễ các bạn những cái thùng hàn tích điện đây này, này bác khi mà vệ sinh cực kỳ dễ luôn mình rửa mình rửa thùng mình uh, bảo quản thùng đó và cái thời gian sử dụng nó rất là bền nó thêm một cái nữa đây chính là cái khách hàng yếu tố khách hàng khi mà khách hàng nhìn thấy uh, cơ sở uh, nuôi ong có những cái thùng quay như này quay ra được cái những cái giọt mật nó sạch được ạ nó vệ sinh thì uh, họ rất là thích và uh, một phần nào đó kích thích uh, cái um, Uh, cái thương hiệu của các bác đúng không ạ cái thương hiệu mật ong của các bác nó sẽ uh, lên một cái tầm cao mới còn uh, em thấy rất là nhiều các bác sử dụng những cái mẫu thùng ngày xưa han rỉ rỉ xét nó rất là xấu và đặc biệt là nó ảnh hưởng đến cái vệ sinh của 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 của, của thực phẩm như các bác đã biết đấy thực phẩm uh, mật ong là thực phẩm ăn trực tiếp hầu như người ta về người ta không muốn nấu hay là không có uh, không có chế biến lại gì cả đó nên là khi mà Uh, uống trực tiếp ấy, thì cái, cái việc mà từ các bác khi mà các bác cắt cái cầu này, vệ sinh cái cầu này phải để vào những cái thùng cái xô đúng không ạ cái dụng cụ chuyên dụng của nó sau khi mà quay mật thì cũng phải là quay những cái thùng ong nó hợp vệ sinh nó đảm bảo được nó, nó 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 sạch đó thì khi mà mình đưa ra một sản phẩm ra thị trường ấy, thì được rất là nhiều khách hàng họ lựa chọn và tin dùng các bác nhé đây em có thể là quay thử test thử cho các bác những cái mẫu 4 cầu ở bên cơ sở chúng em à, rất là êm các bạn quay rất là sướng êm mà nhẹ nó không có nặng một cái mà ưu điểm nổi trội nhất giữa cái thùng quay 4 và 6 so với cái, cái mẫu 2 3 cầu ấy em cũng chia sẻ cho các bác mà muốn uh, chuyển đổi nhá thì đấy chính là 4 cầu và 6 cầu thì khi mà các bác quay ấy, không phải đảo không phải đảo các bác nhá Số điện thoại đặt hàng em để bên góc bên phải của màn hình các bác nhé. Các bạn nào mà quan tâm thì vui lòng để lại số điện thoại hoặc là alo trực tiếp để bên cơ sở chúng em tư vấn thêm.